Em vợ Sắc Hưng bị tố phét lác khiến hot girl Ngọc Thảo không muốn nhìn mặt. Tuấn Hải là cái tên một thời đình đám trong cộng đồng người trẻ Việt Nam. Anh chàng từng có thời gian mặn nồng bên hot girl Ngọc Thảo, cả hai luôn xuất hiện cùng nhau, không ngại tình tứ trong những bức ảnh được đăng tải. Tuy nhiên, một thời gian sau, hai người đường ai nấy đi và cô nàng Ngọc Thảo cũng tuyên bố không muốn ai nhắc lại về người tình cũ của mình. Không chỉ vậy, Tuấn Hải còn là em trai người vợ xinh đẹp của Sắc Hưng, á hậu Nguyễn Thu Trang. Như vậy, đủ để thấy vẻ ngoài của anh chàng cũng sẽ xuất chúng đến mức nào. Chính vì thế mà xung quanh chàng trai trẻ tuổi này không thiếu những bóng hồng xinh đẹp. Chia tay hot girl Ngọc Thảo, có tin đồn Tuấn Hải qua lại cùng cô nàng tên Trang Vũ, nhưng trong khoảng thời gian gần đây, anh lại bị đồn đang quen với thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020. Nguyễn Huỳnh Diệu Linh sinh năm 2000, người Hải Phòng. Dù không thừa nhận mối quan hệ nhưng nhiều người đã ngầm hiểu, cả hai từng yêu nhau xong lại chia tay trong âm thầm. Những tưởng cả hai đã vui vẻ đường ai nấy đi thì mới đây, Diệu Linh đã đăng tải một bức ảnh kèm theo bình luận bóc phốt anh chàng thiếu gia thích làm màu. Cụ thể sự việc là khi cả hai còn quen nhau, Tuấn Hải có đăng tải hình ảnh chụp hai đôi giày hiệu kèm caption quà trung thu của Hơ, khiến nhiều người đinh ninh đây là phần quà chàng thiếu gia Hà Thành hào phóng tặng cho bạn gái. Đây không như là mơ, Bạch Mã Hoàng Tử hóa ra cũng chỉ toàn là dối lừa. Lúc này Diệu Linh mới lên tiếng đính chính rằng cả hai đôi giày là do cô tự mình bỏ tiền mua vì yêu thích món đồ ấy. Còn anh chàng Tuấn Hải chỉ việc đăng tải nhận tiếng thơm cho mình trong khi chẳng cần bỏ ra đồng nào. Để thêm phần đáng tin, Linh còn đăng tải ảnh chụp lại đoạn tin nhắn với người bán hàng và xác nhận số tiền chuyển khoản cho hai đôi giày. Sau khi biết tin, nhiều người tỏ ra hoang mang vì lẽ nào thiếu gia Hà Thành lại có hành động phét lác như thế. Bên cạnh đó cũng có nhiều người không tin những gì cô nàng nói hoặc cho rằng đây cũng là chuyện cũ rồi, việc gì Diệu Linh phải đào bới lên lại. Đáp trả những phản hồi đó, cô nàng mới cho hay đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em nhắc đến câu chuyện này. Thời này con gái bọn em vốn đã lắm điều tiếng, chịu nhiều thiệt thòi, đôi giày mình yêu thích bỏ tiền túi để mang vào chân lại bị xì xầm là của người khác cũng là một dạng khổ thân. Em chỉ muốn khẳng định lại sự thật câu chuyện hiểu lầm gây thiệt thòi phần nhiều cho em là chuyện hai đôi giày, còn em không có nhu cầu bàn luận về vấn đề gì khác ạ. 2 năm rõ 10 rồi thì em xin phép dừng câu chuyện lại ở đây ạ. Bên cạnh nhấn mạnh là tiền mình trả, quà mình mua, Diệu Linh cũng không quên nhắc nhẹ tới người cũ bằng cái tên phét lác, thậm chí cô nàng còn tự cười. Thôi cũng may là mình mới bị tiếng tặng hai đôi giày, chứ để bị tài sản to như nhà cửa gì đấy thì... Quả thật nếu bản thân bị đồn thổi vì một việc mà mình không hề làm hay không có thực thì đúng là quá thiệt thòi và gây phẫn nộ. Dù sao thì cô nàng cũng chỉ muốn đăng tải suy nghĩ và làm rõ mọi chuyện, chứ không hề có ý định làm lớn sự việc này. Được biết, Diệu Linh đã xóa bài đăng tố tình cũ. Cô nàng Diệu Linh với ngoại hình xinh xắn và gu ăn mặc thời thượng rất được lòng những người trẻ hiện đại. Cô nàng 2000 từng đi du học ở Anh và giờ thì đang theo học tại trường quốc tế Remit, thành phố Hồ Chí Minh. Vừa có tài vừa có sắc, Diệu Linh từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 và được xem như một trong số những thí sinh nổi bật và ngoại hình và gương mặt. Là một thiếu gia nổi tiếng gốc Hà Thành, Tuấn Hải được biết đến với diện mạo đẹp trai, có cơ ngơi hoành tráng tại Cộng hòa Séc. Được biết, thiếu gia sinh năm 1990 là founder kiêm CEO một quán cà phê ở Séc, giám đốc chi nhánh của một thương hiệu phở Việt tại Séc, kiêm cả giám đốc điều hành tại một đại lý bất động sản. Cũng như ba thiếu gia khác, từng nhất cử nhất động trong chuyện tình cảm của Tuấn Hải cũng được cộng đồng mạng quan tâm. Trước Tuấn Hải, Tống Đông Khuê cũng từng khiến nhiều người nhầm tưởng CEO chơi lớn tặng bạn gái xe 5 tỷ. Cụ thể, chàng doanh nhân đăng ảnh chiếc xe Porsche Panamera với caption "Em vui là được". Đâu đến đây, ai cũng tin đó là quà do Đông Khuê mua cho người ấy, bởi trên biển chiếc xe được đè tên bạn gái Miss Thảo Nhi. Thông tin xuất hiện khiến ai nấy cũng trầm trồ, ngưỡng mộ với cô nàng khi có bạn trai giàu sướng. Tuy nhiên, Thảo Nhi sau đó đã đính chính, chiếc xe là do cô nàng tự mua, Tống Đông Khuê chỉ là không thích dòng xe này, nhưng vì bạn gái nên mới buông nhẹ câu "Em vui là được". Ai ngờ dân tình lại hiểu nhầm xe là do cô nàng được CEO mua tặng.